lãi suất vay mua nhà đã giảm chưa? Giá chung cư liên tục lập đỉnh. Ưu tiên không gian xanh khi xây khu đô thị quy mô trên đường Nguyễn Trãi. Bitcoin xác lập đỉnh lịch sử mới, vượt 71.100 đô la Mỹ. Và đó là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thảo My của truyền hình VOV. Sau vài ngày hạ nhiệt, giá đô la Mỹ chợ đen ngày 11 tháng 3 bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trở lại. Cụ thể giá mua vào đô la Mỹ trên thị trường tự do khoảng 25.500 đồng, tăng khoảng 50 đồng so với hôm qua, trong khi đó giá bán ra tăng khoảng 150 đồng lên 25.700 đồng, vùng cao kỷ lục trong lịch sử. Trên thị trường chính thức, tỷ giá đô la Mỹ lại diễn biến ngược lại, hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh giảm mạnh giá đô la Mỹ xuống dưới mốc 24.800 đồng. Ngày 11 tháng 3, ở trong nước, giá vàng SJC tăng mạnh 700.000 đồng một lượng mua vào, 200.000 đồng chiều bán ra lên trên 82,2 triệu đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhưng có thể giảm mạnh trong ngắn hạn nếu lạm phát tăng trở lại. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về quy hoạch kết nối giao thông tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son quận 1 đến cầu Sài Gòn quận Bình Thạnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, Ủy ban Nhân dân quận 1, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh ra soát có ý kiến đối với đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc về phương án quy hoạch tuyến đường ven sông Sài Gòn. Đoạn kết nối từ đường Tôn Đức Thắng qua cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn lộ giới 30-35m, đến có ý kiến đánh giá tác động đến tuyến Metro số 1 biến thành suối Tiên, việc kết nối giao thông và khả năng ảnh hưởng đến các dự án đầu tư có liên quan tại khu vực. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 của tập đoàn Lộc Trời cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 là 265 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 411 tỷ đồng của năm 2022. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp 2,8 lần so với đầu năm trong đó con số phải thu đối với một số doanh nghiệp tăng lên gấp nhiều lần. Cụ thể, khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Đại Tài tăng từ 22,4 tỷ đồng lên tới 328 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 14,6 lần. Đáng chú ý nhất, lập trời phải thu Công ty Cổ phần Lương thực Hưng Phước ghi nhận từ 248 triệu đồng lên tới 587,8 tỷ đồng, gấp tới 2.367 lần so với đầu năm. Cũng trong năm ngoái, nợ phải trả người bán ngắn hạn của tập đoàn Lộc Trời đã tăng gấp đôi lên mức 1.054 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hầu hết các khoản nợ ngân hàng của doanh nghiệp này đều đến hạn trong năm 2024 và gần như tất cả đều dưới hình thức tín chấp. Quý vị, sau công điện của chính phủ về việc công khai lãi suất cho vay bình quân, các ngân hàng đã lần lượt công bố lãi suất cho vay, đặc biệt là với các khoản vay mua nhà để giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận tín dụng. Tại công điện số 18 CDTTG ngày 5 tháng 3 năm 2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, hiện mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng chưa tương xứng với lãi suất huy động. Yêu cầu công khai lãi suất cho vay bình quân là một trong những giải pháp để người dân, doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng vay. Biểu lãi suất cho vay mua nhà mới nhất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đang được áp dụng từ 5 đến 8% một năm, cố định trong 18 đến 24 tháng, với mức cho vay tối đa 75% giá trị tài sản đảm bảo, hạn mức lên đến 15 tỷ đồng trong thời hạn 300 tháng. Tương tự, Techcombank cũng đang áp dụng mức lãi suất cho vay mua nhà chỉ 5% một năm trong thời gian ưu đãi 3 tháng đầu tiên, 6% một năm trong thời gian ưu đãi 6 tháng đầu tiên hoặc 6,8% một năm trong thời gian 12 tháng đầu tiên. Tại VPBank, ngân hàng này đang áp dụng mức 5,9% một năm cho 6 tháng đầu tiên. Hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3% mỗi năm. Tại nhóm ngân hàng Big 4 bao gồm Agribank, Vietcombank Vietinbank và BIDV. Bước sang tháng 3, lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng này đều có sự điều chỉnh với mức giảm từ 0,5 đến 3% một năm. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng trong một thời gian nhất định. Cụ thể, BIDV là 6,5% một năm trong 6 tháng đầu và 7% một năm trong 12 tháng, thời gian vay tối thiểu 36 tháng. Với khách hàng vay mua nhà trong thời gian tối thiểu 60 tháng, lãi suất giao động từ 7,5 đến 8,5% một năm tùy kỳ hạn. Tín banh là từ 5,7% một năm cho các khoản vay ngắn hạn và 6,45% một năm với khách hàng vay chung dài hạn cho mục đích phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Còn tại Vietcombank, đối với khách hàng cá nhân vay mua nhà, mua ô tô hoặc vay tiêu dùng, lãi suất ưu đãi từ 6,0% một năm trong 6 tháng đầu với các khoản vay ngắn hạn dưới 12 tháng hoặc 6,3% một năm trong 6 tháng đầu với các khoản vay chung dài hạn. Riêng nhóm khách hàng SME, tùy năng lực và điểm xếp hạng tín dụng mà Vietcombank áp mức lãi chỉ từ 5,3% một năm với các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn. Đối với Agribank, ngân hàng này áp dụng lãi suất cố định từ 7% một năm đối với các khoản vay chung và dài hạn. Thời gian áp dụng được nới rộng từ 12 tháng lên 24 tháng. Trong báo cáo chiến lược 2024 mới phát hành, công ty chứng khoán nhất Việt kỳ vọng khi lãi suất cho vay mua nhà giảm về mức hấp dẫn hơn sẽ tạo động lực cho nhu cầu vay mua nhà quay trở lại kể từ nửa cuối năm 2024. Sáng ngày 11 tháng 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, giả soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các luật mới được ban hành, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Đánh giá về thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết thị trường và các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn và thách thức do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi trong và ngoài nước. Nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn trong triển khai thực hiện, phải tạm dừng, giãn, hoãn tiến độ, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn, sức mua và thanh khoản giảm mạnh. Nguồn cung cho thị trường khá hạn chế, tuy nhiên giá nhà ở lại có xu hướng tăng, vượt khả năng đáp ứng về tài chính của đại đa số người dân. Khó khăn của thị trường bất động sản kéo theo khó khăn của nhiều ngành nghề, ảnh hưởng đến an sinh và an ninh trật tự xã hội. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực quy hoạch, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực nhà ở, đô thị và xây dựng. Quy định về việc không cho phép chấp thuận chủ trương đồng thời lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại trong trường hợp đã có quyền sử dụng đất khác không phải đất ở. Các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở, đô thị. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo lại chung cư cũ về việc quy đổi diện tích căn hộ và giá quy đổi trong phương án bồi thường, vân vân, và liên quan đến nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu và việc giải quyết đề xuất của doanh nghiệp của các cơ quan chức năng còn chậm trễ. Mặc dù nhiều khó khăn vướng mắc về mặt thể chế đã được các luật mới gồm luật đấu thầu, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai, luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua tháo gỡ, tuy nhiên, các luật chưa có hiệu lực thi hành dẫn đến chưa giải quyết ngay được các khó khăn vướng mắc tại thời điểm hiện nay. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cần tập trung khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, trình chính, chính phủ trong tháng 5 năm 2024. Đẩy mạnh hoạt động của tổ công tác, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý, đôn đốc các địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc của các dự án bất động sản đã được tổ công tác giả soát và có văn bản chỉ đạo, hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2024. Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đất đai trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2024. Đôn đốc hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ làm việc trực tiếp cùng các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tăng cường thanh tra kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xử lý lòng vòng gây chậm trễ. Ngân hàng nhà nước tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp điều chỉnh lại phân khúc, giá bất động sản phù hợp với thị trường và đảm bảo tính thanh khoản, tạo dòng vốn để duy trì hoạt động và thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, bất động sản căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực, nhất là phân khúc bình dân, trung cấp đang ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư khi mà giá thuê, giá bán liên tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Giá căn hộ liên tục tăng trong những năm qua, bất chấp bối cảnh khó khăn chung của toàn bộ thị trường bất động sản. Theo đó, trong khi thị trường bất động sản mới chập chững giò đáy trong những tháng cuối năm 2023, thì phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, nhất là loại hình căn hộ đã phục hồi, đón sóng tăng trưởng trở lại thậm chí vẫn duy trì đà tăng xuyên suốt quãng thời gian thị trường khó khăn. Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu của Hội môi giới bất động sản Việt Nam VARS cho thấy, trong những năm qua, bình quân mỗi năm, giá căn hộ tăng trưởng hai chữ số. Tính riêng năm 2023, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội vào thời điểm cuối năm 2023 đã tăng 16 điểm phần trăm so với hồi đầu năm. Trong khi chỉ số này tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại kể từ quý 3 năm 2023. Nhờ đa giảm giá chậm dần ở các dự án cao cấp, hạng sang trên thị trường thứ cấp. Giá bán sơ cấp căn hộ trung bình cả nước cũng đang neo cao khi nguồn cung mới ra thị trường hầu hết là các sản phẩm có giá trên 40 triệu đồng một mét vuông, gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân. Dự án căn hộ tại các thành phố liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, giá thuê căn hộ cũ và mới tại các khu dân cư vẫn không ngừng tăng, đặc biệt là kể từ giai đoạn giữa năm 2022 khi các hợp đồng thuê nhà trong giai đoạn đỉnh dịch đáo hạn và được gia hạn nếu hai bên tiếp tục có nhu cầu. Nhiều căn hộ đã tăng giá tới 40% so với giai đoạn đỉnh dịch và tăng khoảng 20% so với giữa năm 2022. Thông tin từ VARS cho biết, giá thuê căn hộ ở Hà Nội đã tăng tương đối mạnh trong những năm qua, nhất là ở loại hình studio, căn hộ một phòng ngủ với tỷ suất lợi nhuận cao hơn đến gấp đôi so với những căn hộ có diện tích lớn hơn. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, giá thuê chung cư cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian qua, nhất là ở khu vực nội thành, phổ biến từ 500.000 đến 1 triệu đồng một tháng. Mặc dù trước đó giữa năm 2023, giá cho thuê căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên, thậm chí giảm nhẹ ở một số căn hộ có diện tích lớn sau bước giá thuê tăng mạnh vào thời điểm hết dịch, VARS dự báo mức giá căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng xung quanh 10% ít nhất một năm nữa khi có nhiều hơn nguồn cung nhà ở giá phù hợp. Thưa quý vị, Cao Xà Lá là tên viết tắt của loạt nhà máy trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Những ngày qua, thông tin sau khi những cơ sở sản xuất này được di rời, nơi đây sẽ hình thành khu đô thị quy mô 94.000 dân, được khá nhiều người quan tâm. Nhiều người lo ngại rằng khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân sẽ ngày càng thêm quá tải. Trong báo cáo gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Hà Nội cho biết phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân có 3 nhà máy lớn gồm cao su sao vàng, thuốc lá thăng long, xà phòng Hà Nội thuộc diện di rời. Sau đó nơi đây sẽ xây các khu đô thị với quy mô dân số dự kiến 46.000 người. Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũng có nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông và giày Thượng Đình thuộc diện di rời. Sau khi di chuyển các cơ sở này, Nơi đây được xây dựng các khu đô thị, dự kiến quy mô dân số 48.000 người. Những năm qua, không ít nhà máy ở Hà Nội sau khi di rời được thay vào đó là những chung cư cao tầng, khiến những con đường cận kề trở nên ngột ngạt. Đơn cử như đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, dài khoảng hơn 1 km, có hàng loạt tòa chung cư cao tầng. Tại số 82 Nguyễn Tuân, sau khi di rời năm 2011, xí nghiệp xe đạp thống nhất liên doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Bắc Việt góp 30% vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thống nhất Bắc Việt để thực hiện dự án xây dựng tổ hợp nhà liên kề, trung tâm thương mại và căn hộ trên diện tích gần 18.000 m2. Dự án có hai khối chung cư cao 25 tầng với hơn 500 căn hộ. Hay ngay gần đó là dự án 90 Nguyễn Tuần, một tổ hợp chung cư, văn phòng mọc trên quỹ đất vốn là nhà máy dệt mùa đông với quy mô 4 tòa cao tầng từ 27 đến 35 tầng với hơn 1.500 căn hộ. Dẫn tên các dự án này trong báo cáo tổng kết 9 năm thi hành luật thủ đô, Bộ Tư pháp khẳng định việc di rời và quản lý quỹ đất sau khi di rời một số cơ quan tổ chức ở Hà Nội chưa thực hiện nghiêm theo quy định của Thủ tướng. Điều này đã tạo thêm áp lực về gia tăng dân số, quá tải về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực nội thành Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng cần ưu tiên quỹ đất vốn là các nhà máy đã di rời thành không gian cây xanh công cộng phục vụ đời sống dân cư theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam, quỹ đất sau khi di rời nhà máy phải được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật và không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng. Cần phải có văn bản dưới luật để khẳng định sau khi di rời, doanh nghiệp cần giao lại khu đất tại cơ sở cũ cho thành phố. Hay kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, cần xây dựng một quy định riêng về việc xử lý những vi phạm liên quan đến quy hoạch phát triển nhà cao tầng. Nếu tiếp tục xu hướng chuyển đổi đất nhà máy, đất công cộng thành cao ốc, chung cư thì Hà Nội sẽ còn rất nhiều tuyến đường đau khổ. Các công ty lớn của Nhật Bản sẵn sàng cho đợt tăng lương lớn nhất trong 31 năm qua. Liên đoàn Lao động Nhật Bản cho biết, đa số liên đoàn trực thuộc đã yêu cầu tăng lương theo mục tiêu đề ra và các doanh nghiệp thành viên cũng sẵn sàng thực hiện tăng lương trong cuộc đàm phán vào mùa xuân này. Kế hoạch tăng lương nhận được sự quan tâm lớn khi đây là một trong những cơ sở để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định việc chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Nhật Bản RENGO, trong số 3.726 công đoàn trực thuộc, có đến 92,6% yêu cầu doanh nghiệp tăng lương tỷ lệ tăng lương trung bình mà các liên đoàn yêu cầu là 5,85%, bao gồm cả tăng lương cơ bản. Đây là mức yêu cầu tăng lương cao nhất kể từ năm 1993. Các cuộc đàm phán tăng lương của doanh nghiệp sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 3 tới. Kết quả sẽ được tổng liên đoàn lao động Nhật Bản Rengo thông báo vào ngày 15 tháng 3. Các doanh nghiệp lớn đã sẵn sàng tăng lương và mối quan tâm của thị trường là xu hướng tăng lương có lan rộng sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không. Kết quả đàm phán tăng lương lần này đóng vai trò quan trọng để đánh giá liệu Nhật Bản có tạo ra được chu kỳ lạm phát tăng lương cũng như là một trong những cơ sở cho quyết định chấm dứt chính sách nới lỏng của ngân hàng trung ương nước này. Trong cuộc đàm phán tăng lương vào năm 2023, yêu cầu tăng lương của tổng liên đoàn lao động Nhật Bản là 4,49% và đạt được kết quả tăng lương cuối cùng là 3,58%, mức cao nhất kể từ năm 1993. Kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp trong các thống kê gần đây là tín hiệu tích cực cho quá trình đàm phán tăng lương. Bên cạnh đó, yêu cầu tăng lương lớn một phần là do tình trạng thiếu lao động trầm trọng, đặc biệt là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện lương thực tế của Nhật Bản vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Các nhà kinh tế đánh giá, lương thực tế phải tăng 2% thì Nhật Bản mới thực sự thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài. Thưa quý vị giới quan sát cho hay, ngành sản xuất của Trung Quốc đang phải đương đầu với những cơn gió ngược Dựa bối cảnh xuất hiện một loạt thách thức do địa chính trị và cạnh tranh toàn cầu đặt ra. Trong năm qua, tác động của địa chính trị đến chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng trở nên rõ ràng. Việc các nước phát triển chuyển hoạt động sản xuất về gần nội địa cùng sự phát triển kinh tế nhanh chóng ở các quốc gia và khu vực khác như Mexico và Đông Nam Á đã làm nóng cuộc đua thu hút các dây chuyền sản xuất. Theo giới quan sát, không thể phủ nhận việc sản xuất một số mặt hàng thâm dụng lao động đã chuyển từ Trung Quốc sang các nước khác. Tuy nhiên do Trung Quốc đã hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhiều công ty đã rời khỏi Trung Quốc cuối cùng sẽ quay trở lại hoặc vẫn phải nhập khẩu một lượng đáng kể sản phẩm trung gian từ Trung Quốc. Báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc năm nay cũng cho thấy, các nhà hoạch định chính sách cam kết duy trì lợi thế cạnh tranh của hệ thống chuỗi công nghiệp nội địa, tiến tới phát triển từ trung cấp đến cao cấp. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa hệ thống công nghiệp và phát triển lực lượng sản xuất mới chất lượng cao báo cáo báo hiệu sẽ đưa ra một loạt biện pháp bao gồm lập kế hoạch nghiên cứu cơ bản một cách có hệ thống và hỗ trợ các doanh nghiệp có thế mạnh đặc biệt trong việc triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển rd lớn mục tiêu là tăng cường khả năng tự chủ và sức mạnh về khoa học công nghệ của trung quốc Với đà tăng đang tiếp diễn, Bitcoin hiện được giao dịch với mức giá là 71 triệu 113,42 đô la Mỹ một coi vào lúc 14 giờ 51 phút ngày 11 tháng 3 theo giờ Hà Nội. Tuy nhiên, đỉnh này có thể sẽ không giữ được lâu bởi chưa có dấu hiệu nào cho thấy đà tăng của Bitcoin đang bị chững lại. Trước đó vào giờ giao dịch sớm ở EU, Bitcoin đã tăng lên tới 70.488,5 đô la Mỹ một coi. Đà tăng Bitcoin đang được thúc đẩy bởi dòng tiền mặt đổ vào các quỹ ETF Bitcoin mới cũng như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Với mức giá hiện tại, giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 1.397,45 tỷ đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ vừa qua, theo Binance, đạt 43,87 tỷ đô la Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.